xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của mình nha các bạn. Thì ngày mới xin chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Thì hôm nay mình có một cái máy làm máy gốc này nha các bạn. Đó, máy gốc nè. Đó, thì sẵn đây mình quay cho các bạn xem. Các bạn nào mới vô nghề chứ chưa biết ngờ, các bạn có biết được cái hình thức để mà các bạn làm. Còn các bạn nào đã là thợ thì xem cho vui hoặc là lướt qua dùm cho mình nha. Thì mình đứng gần đường nên nó hơi ồn, mong các bạn thông cảm. Thì mấy ông thợ đang làm bên cái máy bên kia nữa nha. Rồi bên kia người ta đang cưa cây nên nó hơi ồn, mong các bạn thông cảm nha. Đó, thì sáng giờ thả được nhiêu đây nè. Thả được một bên nè. Thì mình làm gần đường nó cũng hơi ồn, xe cộ chạy qua mong các bạn thông cảm. Thì bây giờ mình đó, thì mặt trước thì làm to mà có đường bên hông thì nó hơi nhỏ một xíu nha các bạn. Đó, thì bên hông là làm qua đụng cái vách này luôn là 2m40 mấy, gần 2m50 nha các bạn. Đó, còn mặt trước ra là 6m nè. Đó, 6m dưới tôn vòm ra nữa là 6m50. Đó, cái vòm ra tới 40 dưới cái vòm cong 30 xuống nữa là 4m50. 6m50 nó lộn nha các bạn. Đó, thì chiều ngang á, chiều ngang bên đây á, thì các bạn ví dụ cái độ xuôi nha, cái độ xuôi mình nói ví dụ như cái độ ở trên đầu đây là làm mình lấy từ cái máy cũ nè. Đó, mình lấy từ cái đó mình làm độ cao ở trong. Đó, thì độ cao bên trong này á, cái mặt trước này bao nhiêu thì cái bên hông này cũng lấy cái độ cao theo cái bên hông nè. Thì cái mặt trước nha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thấy ngay cái góc không? Cái đầu cao ở trên nó sẽ liên kết với lại cái máy ở mặt trước nha, độ cao á, chiều cao á. Đó, để khi mình lợp đồng tay thì nó sẽ liền dách qua luôn. Từ độ xuôi này giáp qua đây và bên đây nó sẽ giáp qua bên đây. Đó, rồi từ đây nó sẽ đi một cây góc xéo ra. Rồi, cái mặt tương tự cái mặt mặt ngoài đây cũng vậy. Đó, cái mặt ngoài này nó cao, ví dụ mình nói ví dụ như cao như trong video từ dưới này lên là 4m nè. Thì cái mặt trước này cũng là từ dưới đất đây lên là tới cái dầm cũng phải 4m. Để anh chi, để mình làm máy gốc thì mình không có thể nào mà máy này nó thấp hơn cái máy trước được nha các bạn. Đó, thì cái dầm trước này nè. Đó, cái dầm trước này nó sẽ đi và nó sẽ ăn liền đó, các bạn nhìn thấy không? Mình quay xa ra cho các bạn xem nha. Đó, thì cái mặt trước, cái dầm trước này nó cao lên 4m, thì cái bên này nó cũng đi qua là cũng phải 4m. Đó, để nó ăn liền, để mà khi mình lợp tôn hai máy tới ngay góc xéo này là mình nó sẽ ăn liền với nhau nha các bạn nha. Nó sẽ ăn liền đầu tôn vụt, nó sẽ liền nhau nha. Đó, đó, thì cái góc xéo này là sẽ cắt tôn xéo theo cái dầm này nha các bạn. Thì mình cũng có video để mà làm những cái máy xéo như vậy, rồi các bạn vô các bạn xem ủng hộ giùm cho mình nha. Đó, thì mặt trước bên đây là tới chỗ đây rồi, là cái tôn dư đó là mình sẽ cắt xéo theo cái dầm đó nha các bạn. Rồi bỏ khúc bên dư này ra, rồi mình lợp ra tới đây, sau đó mình bên kia mình sẽ lợp ra tới chỗ xéo thì mình bắt đầu mình cứ cắt xéo theo cái dầm thôi. Đó, nó rất là đơn giản. Thì hình thức thì các bạn dựng, ví dụ như các bạn lấy cái mực chuẩn, ví dụ như bên máy bên này nó chuẩn thì mình lấy bên đây, còn mặt trước thì nó chuẩn thì lấy bên mặt trước. Đó, cái độ cao ở trong thì lấy theo cái máy trước đó. Đó, lấy theo cái máy mình hiền này nó ra nè. Máy hiền đang đóng là phong nè. Đó, cái máy hiền đang đóng là phong ra. Thì mình sẽ cho tôn nó nằm dưới cái máy tôn của cái máy hiền nhỏ này nha. Máy tôn này sẽ nằm giáp vô đó luôn. Thì độ cao của nó bao nhiêu thì bên này mình cũng lấy độ cao theo luôn. Đó, để khi đồng tay mình lọt tới đây thì nó sẽ ăn liền qua luôn. Mặt ngoài ở ngoài đầu đây cũng vậy nha các bạn. Lưu ý nha các bạn, lưu ý là thì cái bên hông là cái đầu, nếu làm máy gốc thì cái đầu bên này nó cũng cao lên bao nhiêu thì cái bên mặt trước này nó cũng sẽ cao bấy nhiêu nha, để đi mà giáp vòng qua nha. Để các bạn đi giáp vòng qua, nó giáp vòng tới đây, nó liền luôn. Đó, rồi bắt đầu các bạn cắt tôn xéo thôi. Đó, cắt tôn xéo theo mấy cái góc xéo này nè. Đó. Rồi thì cái máy này là nhận vật tư rồi luôn nha các bạn nha. Đó, thế là toàn bộ là đòn tay thì là 36, rồi dầm cũng 36, rồi cắt mấy khúc 36 cắt xéo góc 45 độ hai đầu để hàng vô cho nó có nhiều dạng hoa văn đó nha các bạn. Đó, nó nói chung nhìn cũng đẹp. Đó, thì cái này là nhận hết luôn thành phẩm luôn là 450 mét nha các bạn. Tôn dày 4 gem tôn màu xanh ngọc, giặt vòm, sắt 36 ly tư hết, trụ là 10 vuông nha các bạn nha. Đó, nhiều có nhiều bạn nói không có trụ 10 vuông, ở đây là trụ 10 vuông là đầy luôn nha các bạn, 10 phân vuông á. Ở bên đây là cái nhà, sau lưng cái máy này là cái nhà biệt thự nha các bạn, cái biệt thự á. Đó, các bạn nhìn thấy không?
đó, cái cổng mà nó bự cỡ này nè. Đó thì vật tư các bạn bao luôn là 450 một mét, bao cong cán tôn rồi lợp hết thành phẩm cho người ta luôn, là cứ đo mét tính tiền. Đó thì cái máy góc này thì nó hơi dụng tôn ngay chỗ này xíu nha các bạn, ngay cái góc xéo nè, ngay cái góc xéo đây nó sẽ hơi bị dụng dụng tôn nha. Thì cũng không sao, thì lấy cái, nói chung nó cũng có mét, thì mình lấy cái này mình đắp qua cái kia thôi. Đó, với lại làm toàn là dầm đôi như vậy thì mình phải nhận 450 một mét nha các bạn. Đó thì nói chung giá cạnh tranh. Đó, có cái chỗ mình cũng nhận 430, 420, cái chỗ mình nhận 450 nó. Thì anh em xem, thì anh em xem tham khảo cái giá để anh em nhận anh em làm. Còn chủ nhà người ta có xem được cái video này thì người ta sẽ đặt cho thợ thầy, người ta biết cái giá ta đặt cho thợ thầy khỏi bị hớ nha các bạn nha. Đó. Rồi chiều đây là thả đồng tay theo cái máy nhỏ nữa là bắt đầu lợp tôn bên kia lợp ra. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn làm máy góc á, là các bạn sẽ lợp những cái chỗ bằng trước. Đó, các bạn lợp từ bên khúc bằng này nè, các bạn lợp qua tới cái góc xéo là các bạn dừng lại. Đó, bắt đầu các bạn sẽ cắt xéo. Rồi tương tự cái máy bên hông này các bạn cũng lợp từ sau, các bạn lợp tới cái chỗ cái góc xéo này, rồi bắt đầu các bạn cắt tôn. Cắt làm sao cho ra tới cái góc cuối cùng nè, nó giáp hai cái đầu lại nó đều nhau là được. Đó. Mình quay vô cái máy L cho các bạn xem nè. Ở đây là tôn nè. Thì ở trong đây là sẽ đặt một khúc máng nước nha các bạn nha, nên là cái tôn này nó không có vòm nè. Còn cái khúc mà từ cái vách này ra là sẽ có vòm. Đó, từ cái vách này ra ngoài thì sẽ có vòm, còn cái khúc từ trong vách này đi vô là sẽ có cái máng nước từ ngoài đổ ra ngoài đây. Đó nên là cái tôn nó không có cái vòm. Và máng luôn nè, có máng sẵn luôn nha các bạn. Thì cái dầm có chừa cái khúc đó để mình bỏ máng vô á, mình đặt cây đồng tay 6 phân lên nữa nó sẽ được cỡ 10 phân, 10 đến 12 phân thì mình dập máng đây luôn nha các bạn. Đồng tay 36 thôi đó. Thì tôn cắt xéo nên là sẽ có tấm dài tấm ngắn nha các bạn. Thì cái máy góc nè đó nên phải có tấm dài tấm ngắn để mình đo rồi thì mình cắt xéo thôi. Đây quay mấy cái dầm cho các bạn xem. Ở sau lưng nhà là cái biệt thự nha. Đó, giờ này cũng trưa rồi, cũng nghỉ ăn cơm. Ở bên đây nói chung là cái nhà này mới xây xong nha các bạn. Cái nhà này mới xây xong nè. Đó là làm cái máy ra để mà buôn bán nha các bạn nha. Đó thì cái hình thức mà để mà lên máy góc xéo thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách lên máy nha. Thì các bạn đo kèo ra bao nhiêu đó, thì các bạn dựng cái kèo ngay ngoài bìa đây trước nè. Đó, kèo ra bao nhiêu dựng cái trụ ở đây cho nó chuẩn, là xong bắt đầu gia cố cho cái trụ này nó thẳng đứng. Đó, gia cố cái trụ này cho nó thẳng đứng nè. Cái đây là cái dấu cầm sắt nè, khi mà dựng trụ lên mình cầm xéo hai góc cho nó cái trụ nó không ngã qua ngã lại nè. Rồi mình canh cho nó thẳng ra, cho nó thẳng kèo ra nè. Rồi bắt đầu dựng cái dầm ngang đi ra, cái dầm ngang này qua bên đây, dựng cái trụ ở đây, bắt cái kèo đó từ cái kèo góc đó ra vào đây. Nói chung cái này dựng phải được 4 người nha các bạn nha, 2 người 3 người là không có dựng được, tại vì không có người phụ. Rồi mình dựng cái kèo này ra tới đây đó, để mà mình liên kết cái chiều ngang đây cho nó hai cái độ ra này nó bằng nhau. Sau đó mình sẽ dựng cái trụ này, mình cân cái chiều ngang, cân mực nước chiều ngang, xong mình dựng cái trụ này xuống, đó là nó sẽ lên cái dàn khung. Nó lên dàn khung rồi thì mình bắt tiếp cái kèo thứ ba, rồi bắt đầu mình thả đồng tay qua đó. Thì mình dựng được cái trụ này rồi á, mình dựng được cái trụ này rồi thì nó sẽ có được cái độ ra này. Rồi mình bắt cái kèo xéo vô đó, kèo xéo vô rồi ngay cái góc đó, lấy cái xong bắt đầu lấy đồng tay mình thả cho cái khúc trước này nó xong hết luôn đi. Bắt đầu mình mới làm qua cái bên hông này đó, mình cái bên hông này mình lấy cái chiều cao ở trong cho nó bằng cái máy trước, rồi cái đuôi cũng bằng chiều cao của cái máy trước này luôn.
cái đuôi của máy bên hông cũng chiều cao cũng bằng cái máy trước, rồi cái đầu ở trong cũng cái cũng lấy bằng cái đầu trong của cái máy trước luôn, để khi mình thả lòng tay là nó bằng đều đều luôn đó. Rồi khoảng cách thì các bạn tự chia ra chiều dài bao nhiêu thì các bạn chia cái kèo cho đều ra, rồi các bạn thả kèo lên thôi, rồi thả lòng tay lên là lột tôm thôi. Rồi thì video này mình hướng dẫn cho các bạn cách mà lên dàn sườn như vậy. Còn khi các bạn đo tôm nè, ví dụ mình nói nha, ví dụ nha, chiều dài từ đây nè qua bên đây là 8 mét nè đó, từ cái kèo này qua nó 8 mét rồi, thì qua tới đây mình từ cái kèo đó ra vào đây là 11 mét đi, 2 mét rưỡi nữa là 10 mét rưỡi, thì mình nói là 11 mét đi là bắt đầu mình sẽ cái khúc 8 mét này là đo tôn là nó sẽ ra 8 tấm rồi đúng không. Thì ngay cái góc xéo này các bạn phải cắt thêm 1 tấm 9 tấm nữa để mình cắt xéo cái đầu đó, có xéo đầu đó. Sau đó là các bạn lấy có tấm thứ 9 rồi đúng không, qua tấm thứ 10 thì các bạn phải móc thước từ ngoài kia kéo tới đây là 10 mét nha. Thì tấm thứ 9 rồi, tấm thứ 10 thì mình phải đo từ góc kia qua đây 10 mét rồi mình lấy dấu 10 mét ra đây, rồi bắt đầu mình kéo thước bên kia qua tới 10 mét, nó nằm ngay chỗ đây đúng không. Rồi các bạn đo tôn xéo luôn ngay chỗ cái góc xéo đó là bao nhiêu để mình là lấy được cái số đo của tấm tiếp theo. Rồi qua tấm 11 thì các bạn cũng móc thước có cái ngay chỗ kéo vậy thì nó dài quá, thì nói chung là mình nói lại nha, 8 mét từ đây 8 mét thì mình lấy dấu 8 mét nè, rồi trong kia 8 mét rồi biết cái kèo mình đặt ngay chỗ 8 mét thì biết rồi đúng không. Thì còn ngoài đây mình cũng lấy thước ra 8 mét là 8 tấm rồi để riêng nè, xong từ cái 8 mét đó mình lấy qua 1 mét để mình cắt tấm thứ 9 thì mình lấy từ cái mực số 8 mình lấy qua 1 mét, trong kia mình cũng lấy qua 1 mét rồi mình đo thước vô để biết cái tấm thứ 10. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy thước mình đo qua tiếp 1 mét nữa. Rồi mình ở trong mình cũng lấy thước mình đo qua 1 mét nữa. Rồi mình kéo thước tới. Đó thấy không? Kéo thước tới cái chỗ mực mà mình lấy dấu là để mình cắt tôn nha. Đó, cứ vậy tương tự các bạn lấy qua 1 mét mét là các bạn đo là ok. Bên máy này tương tự cũng vậy. Rồi thì mình xin kết thúc clip đây nha. Nếu các bạn cảm thấy clip mình hay và ý nghĩa thì nhớ để lại cho mình một like. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.